đang trình diễn nghệ cả cũ. Chị gái có pha nếp đất vô cùng độc lạ. Hả? Hey Mi cưng, xem chị flex giọng hát đây. Hả? Váy body, cao gót sang chảnh. Ôi, quá dẻo, quá là bung xả luôn rồi. Tới luôn, tới bến luôn anh chị em mình ơi. Ê, không sao. Đúng rồi, đứng dậy hát tiếp. Ba cái chuyện này nhầm nhờ gì? Chị nhảy bị suốt ấy mà. Quen rồi, he he. Thôi thôi, tốt nhất là chị nên tém tém cái nết lại, giữ cái sức để đi diễn dài lâu hen. Chứ diễn được một hôm mà nghỉ dưỡng thương cả tháng là xù lắm luôn đó. He fan cứng của vũ trụ hài đâu hết cả rồi. Mọi người có phái phái với phần trình diễn nghệ cả cũ như này của gái xinh không? Có thì giơ tay điểm danh nào. Ai chưa đăng ký kênh thì nhấn ngay đăng ký để không bỏ lỡ những video hài hước thú vị của vũ trụ hài nha.